theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động phòng chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 16 tháng 3, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, phía Việt Nam yêu cầu công dân nước ngoài tại Việt Nam thực hiện nghiêm vấn đề này. Tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Việt Nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Theo ghi nhận, vào sáng cùng ngày, người dân đã thực hiện tương đối nghiêm túc quy định trên. Tính đến hết ngày 15 tháng 3, trên cả nước có 57 ca nhiễm COVID-19 đang được cách ly điều trị,